Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và Mỹ Linh. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật bình an, thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Và ngày hôm nay, kính mời quý khán giả cùng theo dõi những bản tin. Và đặc biệt nữa là chúng ta đã sắp đến ngày cuối tuần rồi, có rất là nhiều event ở trong cộng đồng để mà chúng ta có thể tham dự, nhất là những cái buổi nói chuyện của những người mà gọi là ứng cử viên cho các chức vụ của tiểu bang cũng như liên bang cho bầu cử tháng 11 này. Mong rằng quý khán giả sẽ quan tâm. Và ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với lại tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng để chúng ta cùng bắt đầu vào chương trình buổi tối hôm nay. Dạ, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, chào cô Mỹ Linh cùng tất cả quý khán giả. Chúng tôi xin được nói chuyện riêng với một số quý vị ở tại miền Bắc California. Ngày 3 tháng 9 này là thứ Bảy đầu tuần, thì chúng ta sẽ có một buổi chào cờ và sẽ phát lồng đèn cho các em thiếu nhi. Xin mời quý vị nhớ tham gia 9 giờ sáng của ngày thứ Bảy là ngày 3 tháng 9 ở tại Vườn Văn hóa Việt. Rất là cảm ơn tất cả quý vị ở chung quanh vùng San Jose. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến cho quý khán giả những bản tin thì không quên cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ, đó chính là Ya Amava Resort Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài bàn. Hệ thống Hotel Resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Và tiếp đến nữa là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn. Kính mời quý khán giả cùng ghé đến để thưởng thức. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Và sau đây là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Và kính mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Bản tin đầu tiên xin mời quý vị trở về với đất nước của các quốc gia châu Âu. Bước chuẩn bị của Phần Lan gia nhập NATO. Phần Lan từng được đánh giá cao về tính trung lập. Phần Lan đã đổi quan điểm và cam kết ủng hộ Ukraine đối đầu với Nga và tìm cách xây dựng vị thế trong NATO. Vào những năm 1960, các gia đình Phần Lan thường trữ thực phẩm trong nhà với quan điểm là phổ biến mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Giờ đây, sau 6 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Phần Lan sắp gia nhập NATO sau nhiều thập niên duy trì tình trạng trung lập. Nhiều người dân nước này đang nối lại thói quen từ chiến tranh lạnh. Những người già nua rất là cẩn thận khi làm việc, trong nhà luôn luôn có thức ăn để dự trữ. Ngoại trưởng Pekka Haavisto đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn, và bây giờ các cuộc trò chuyện thực sự đang xoay quanh chủ đề, bạn đã dự trữ đủ thức ăn trong gia đình cho tuần tới hay chưa? Người dân quốc gia Bắc Âu đã tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm chủ yếu do tâm lý đề phòng người Nga. Sau những trận chiến thảm khốc giữa hai nước từ đầu thế kỷ thứ 20, chúng tôi luôn luôn chú trọng đến tình cảnh an ninh. Ông Haavisto đã phát biểu tại văn phòng của Bộ Ngoại giao. Châu Âu luôn trải qua một giai đoạn khủng hoảng và ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9, toàn dân ở tại Ba Lan đang phát động một chương trình Hãy để dành thực phẩm cho ngày mai. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cái tinh thần lo lắng thực phẩm thì cũng giống như là quê hương của chúng ta trước năm 1975 lúc nào cũng sợ chiến tranh, thành thử ra mua nước mắm gạo dự trữ là điều căn bản. Và bây giờ chúng ta lại thấy cái tình trạng này ở tại Phần Lan, thì đó là cái tình trạng của một quốc gia ở Bắc Âu đang xảy ra của ngày hôm nay. Trở về với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và như chúng tôi đã loan tin cùng với quý vị thì ngày hôm nay ở trong cái giờ round time là cái giờ mà nhiều người rất là coi theo dõi các chương trình, thì Tổng thống Biden có một bài nói chuyện. Đây là một bài nói chuyện được phát hình trực tiếp cho toàn quốc để mà có thể gọi là mọi người được lắng nghe tiếng nói của Tổng thống. Và chúng ta đã biết được rằng là nội dung của nó như thế nào đã được cảnh báo rồi. Tổng thống Biden cảnh báo về sự nguy hiểm của lực lượng MAGA trong buổi nói chuyện hôm nay. Tổng thống Biden vào ngày hôm nay sẽ cảnh báo ở trong một cái bài phát biểu quan trọng rằng lực lượng MAGA quyết tâm đưa đất nước này đi lùi. Đó là lời mà Tổng thống Biden nói. Và dĩ nhiên ông phải nói như vậy là tại vì bây giờ bên phía của đảng Dân Chủ rất là chật vật, rất là khó khăn cho cuộc bầu cử tháng 11 này, trong khi đã có rất nhiều người của đảng Cộng Hòa
đã có được cái chiến thắng quan trọng của mình. Vậy cho nên là để mà có được những chiến thắng cho tháng 11 thì chắc chắn là Tổng thống Biden phải lên tiếng ủng hộ cho những người thuộc đảng Dân Chủ của mình. Cho nên trong cái bài nói chuyện này, ông đã nói sự nguy hiểm của lực lượng MAGA đã quyết tâm đẩy lùi đất nước. Ông đưa ra trường hợp rằng phong trào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của cựu Tổng thống Trump đã gây nguy hiểm cho quốc gia. Lực lượng MAGA quyết tâm đưa đất nước này thụt lùi, quay trở lại nơi mà nước Mỹ không có quyền lựa chọn, không có quyền riêng tư, không có quyền được tránh thai, không có quyền kết hôn với người mình yêu. Tổng thống Biden sẵn sàng nói như vậy tại Philadelphia trong một cái đoạn gọi là video clip do Tòa Bạch Ốc công bố. Tòa Bạch Ốc đã coi bài nói chuyện của Tổng thống Biden là một bài nói về linh hồn của quốc gia và những mối đe dọa mà nền dân chủ đang phải đối mặt. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Karen Jean-Pierre vào ngày hôm nay cho biết bài nói chuyện này sẽ lạc quan ở trong ngoặc kép nha quý vị, mặc dù rất nghiêm trọng, và bà nói rằng nó sẽ tập trung vào cựu Tổng thống Trump. Nhưng những cái đoạn video clip cho thấy rõ ràng Tổng thống Biden chỉ về phong trào của cựu Tổng thống Trump, và cũng như là ở đây là nói những cái phong trào đó gắn bó với những cái như đang xảy ra gần đây nhằm vào cơ quan thực thi pháp luật và phán quyết của tòa án tối cao đã gọi là thay đổi cái phán quyết Roe kiện Wade. Phán quyết này mang tính bước ngoặt năm 1973. Và Tổng thống Biden trong một cái đoạn video clip đã nói: "Vì vậy, tối nay tôi đã đến đây, nơi mà tất cả bắt đầu, nói rõ ràng về quốc gia của chúng ta, về những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt, về sức mạnh mà chúng ta có trong tay để đáp lại những mối đe dọa đó và về tương lai khó tin đang ở trước mắt của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta đó phải lựa chọn thì chúng ta phải đối mặt với nó. Trong một thời gian dài thì chúng tôi đã tự trấn an rằng nền dân chủ của Mỹ đã được bảo đảm, nhưng nó không phải là như vậy và chúng ta phải đối mặt để bảo vệ nó." Đó là lời mà Tổng thống Biden nói hôm nay, và không có gì là quá ngạc nhiên trước cái bài nói chuyện này. Thì dĩ nhiên là ông phải nói chuyện, nếu không là đảng Dân Chủ sẽ gặp vô cùng khó khăn trong cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Quay trở lại với lại tiến sĩ Hùng Dũng thịnh. Nó hơi trái ngược là Make American Great Again, tức là làm cho quốc gia Hoa Kỳ mạnh mẽ trở lại, mà tại sao là đi thụt lùi? Không biết là vị tổng thống này giải thích như thế nào đối với toàn dân. Kính thưa quý vị, tổng thống Putin đã viếng ông Gorbachev. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến tại bệnh viện nơi ông cựu lãnh đạo của Liên Xô qua đời, nhưng sẽ không tham dự lễ tang vào ngày 3 tháng 9 do vấn đề lịch trình. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Moscow, người phát ngôn của Điện Cẩm Linh là Petros Dmitry cho biết ông Putin ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9, đã tới viếng tại Bệnh viện Trung ương Moscow, nơi ông Gorbachev qua đời. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy ông Tổng thống Nga đặt một bó hoa hồng đỏ gần linh cữu của ông Gorbachev. Ông Putin cúi đầu đặt tay lên quan tài, sau đó làm dấu thánh giá. Lễ viếng và tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 9, nhưng rất tiếc lịch trình của ông Tổng thống Nga không cho phép ông tham dự. Đó là lời của ông Petros đã cho biết như vậy. Lễ tang ông Gorbachev sẽ được tổ chức tại sảnh của một ngôi nhà liên bang ở Moscow. Địa điểm đã diễn ra tang lễ của các quan chức cấp cao, trong đó có ông Stalin. Ông Stalin, ông vào năm 1953. Cùng ngày, ông sẽ được an táng tại nghĩa trang Novodevichy ở Moscow, cạnh người vợ Rasia qua đời năm 1999. Ông Peskov cho biết buổi lễ sẽ được tổ chức với sự giúp đỡ của nhà nước và sẽ có một số các yếu tố của quốc tang như sự hiện diện của đội tiêu binh danh dự. Ông Gorbachev qua đời đêm 30 tháng 8, hưởng thọ 91 tuổi. Ông là cái người đã tạo nên cho đất nước Liên Xô không còn chủ nghĩa cộng sản, kéo theo những nước Đông Âu, Ba Lan, tiếp khắc Hungary trở thành những nước tự do dân chủ, và điều đó đã khiến cho rất nhiều những nhà lãnh đạo của thế giới rất là coi trọng ông Gorbachev như là một người vĩ đại đã thay đổi một cái chế độ ở tại Liên bang Soviet. Trở về với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và tiếp đến là bản tin liên quan đến một vị thẩm phán đã từ chối phán quyết về một bên thứ ba theo yêu cầu của cựu tổng thống Trump. Một thẩm phán liên bang vào ngày hôm nay đã từ chối đưa ra phán quyết ngay lập tức
Tức là có thể là sẽ phán quyết sau, nhưng mà cho tới bây giờ thì phán quyết đó là không có, không thể nào đưa ra phán quyết ngay lập tức. Trong một cái sự việc mà Tổng thống Trump yêu cầu cần phải có một bên thứ ba, tiếng Mỹ như gọi là special master, để mà có thể điều tra và theo dõi cái cách thức mà bên Bộ Tư pháp đang nhắm tới những gì mà họ thu thập được tại Mar-a-Lago. Ở đó là thẩm phán Eileen Cannon, cô cho biết là mình sẽ đưa ra phán quyết vào một thời điểm nào đó về việc chỉ định người thứ ba gọi là special master để xem xét các bằng chứng. Và khi mà điều này, cái phán quyết đó là có mà được đồng ý, có nghĩa là say yes, thì một bên thứ ba gọi là bên special master được thành lập, thì có nghĩa là phải tạm thời ngăn chặn cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Nhưng mà cô không rõ mốc thời gian nào cô sẽ đưa ra cái quyết định đó của mình, và yes hay no thì cô chưa bây giờ có thể trả lời được. Và bà Cannon cho biết vào ngày thứ bảy tuần trước là ý định ban đầu của bà là sẽ bổ nhiệm một người special master, tức là một cái người đặc biệt. Và nhưng mà hôm nay khi được hỏi lại thì cô nói là tác hại của nó là gì? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải tìm câu trả lời. Luật sư Chris Christie là cựu tổng luật sư của Florida đã chính thức tham gia vào nhóm pháp lý của cựu tổng thống Trump trong tuần này, lập luận rằng việc chỉ định một chuyên gia đặc biệt là một bên thứ ba trung lập sẽ làm khôi phục lại lòng tin của dân chúng về cuộc điều tra. Nhưng đây là một tình huống chưa từng có, và chúng ta cần phải hạ nhiệt xuống để mà cho mọi thứ lắng xuống đã, và chúng ta phải hít thở thật sâu trước khi có thể làm đi đến những cái bước tiếp theo. Nhưng mà đây là một cái điều rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải hồi hộp chờ xem liệu rằng thẩm phán có đồng ý cho một bên thứ ba special master có thể đứng để mà quan sát cái sự việc này hay không. Dạ, đến đây thì chúng tôi xin kính mời quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.